Hello, xin chào các bạn. Đêm hôm kia, dạng sáng ngày hôm qua đã diễn ra vòng đấu đầu tiên của Tour Final, giải chính cuối cùng trong năm nay của chuỗi siêu giải Champion Chess Tour với tổng trị giá giải thưởng lên đến 210.000 đô. 8 kỳ thủ mạnh nhất của các vòng trước đã được lựa chọn vào vòng này để tham gia thi đấu, trong đó có cả kỳ thủ số 1 của chúng ta Lê Quang Liêm. Các kỳ thủ sẽ được xếp cặp đánh vòng tròn một lượt, đầu tiên là 4 ván cờ nhanh, nếu mà hòa nhau thì sẽ phải phân định thắng thua bằng hai ván cờ chớp. Ở vòng đầu tiên, Lê Quang Liêm chạm trán với kỳ thủ số 1 Hà Lan Anis Giri. Anis Giri có một năng lực đặc biệt, biến những ván cờ mà mình đang có lợi thế rõ rệt thành ván cờ hòa. Do đó thì anh thường được mọi người chiều mến gọi là hòa vương. Và thực sự đúng như vậy, sau 4 ván cờ nhanh, hai kỳ thủ của chúng ta đều hòa và phải phân định thắng thua bằng các ván cờ chớp. Và sau đây mời các bạn đến với ván cờ chớp đầu tiên giữa Lê Quang Liêm và Anis Giri. Ở ván này Anis Gri được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn với nước tốt E4 Quang Liêm đáp trả bằng nước tốt E5 Tiếp theo trắng đi mã E3 Đen đi mã C6 Trắng đi tượng B5 Hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rui Lopez Đen để tốt A6 tấn công tượng trắng Tạo thành biến phòng thủ Mofi trong khai cuộc Tây Ban Nha Trắng chạy tượng về A4 Đen phát triển tiếp mạng F6 tấn công tốt trắng E4 Không thèm bảo vệ tốt Trắng nhập thành Mã đen ăn tốt trắng Trắng không đẩy tốt D3 hay là bình xe E1 tấn công lại mã đen Mà đẩy hẳn tốt D4 gạ đổi tốt và mở đường cho tượng phát triển Đen sợ cột E bị mở thông cho xe trắng sang E1 kiểm soát Cho nên không dám đổi tốt với trắng Mà đẩy tiếp tốt B5 tấn công tượng trắng Trắng chạy tượng về B3 gây sức ép lên tốt yếu E7 Đen để tốt D5 bảo vệ mã E4 Và phong tỏa đường tấn công của tượng trắng Lại còn mở đường cho tượng phát triển nữa Tốt trắng ăn tốt đen Mở đường cho tượng và hậu tấn công tốt đen D5 Đen phát triển tượng E6 Kết hợp với hậu bảo vệ tốt Trắng phát triển mã D2 Tấn công quân mã trung tâm của đen Đen không đổi mã với trắng Mà lùi mã về C5 Tấn công tượng trắng Trắng để tốt C3 Mở đường cho tượng lùi về C2 Đen để tiếp tục D4 Gạ đổi cả tượng cả tốt Lần này thì một cuộc trao đổi quân là không thể tránh khỏi Tượng trắng ăn tượng đen, mã đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn tốt đen, mã đen ăn lại tốt trắng. Nếu mã trắng ăn tiếp mã đen thì hậu đen sẽ ăn lại mã trắng. Sau đó có thể bình tiếp xe sang D8 chồng quân với hậu kiểm soát hoàn toàn cột mở Do đó trắng không đổi mã với đen mà lựa chọn đẩy tốt A4 gã đổi tốt nhằm mở cột A cho xe trắng kiểm soát. Đen cũng không đổi tốt hay là đổi mã với trắng mà phi tượng lên B4 và chuẩn bị nhập thanh. Tốt trắng ăn tốt đen. Nếu tốt đen ăn lại tốt trắng thì trắng sẽ đổi xe sau đó đổi mã với đen. Rồi phi hậu lên G4 tấn công cùng lúc cả mã, tượng và tốt đen G7. Đen chắc chắn sẽ mất tốt trong tình huống này. Vua đen khi đó cũng không thể nhập thành, lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Do đó, ở ván cờ thực tế, đen có lựa chọn chính xác là lấy mã ăn lại tốt trắng. Trắng phi hậu lên A4 ghim mã đen và tấn công tượng đen. Ở đây thì đen có thể đổi tượng lấy mã của trắng luôn. Nhưng mà đen lựa chọn đẩy tốt C5 bảo vệ tượng. Trắng liền nhảy mã lên C4 kiểm soát trung tâm, chuẩn bị nhảy vào D6 biến thành mã bạch tuộc. Đen nhanh chóng nhập thành tháo ghim cho mã. Trắng phát triển tượng E3 liên kết song xe. Đen bị xe B8 và mời trắng ăn tốt. Thực ra hậu trắng ăn luôn tốt đen cũng được. Nhưng mà có lẽ thấy hậu đen đang kiểm soát cột mở trung tâm. Cho nên trắng không ăn tốt đen mà lưu hiệu về D4 gạ đổi hậu. Nếu đổi hậu thì xe trắng sẽ ăn lại và kiểm soát được cột mở MD. Do đó đen lựa chọn dịch hậu sang C8 mở đường cho xe sang D8 tấn công hậu trắng. Trắng phi hậu lên D5 chiếm lĩnh trung tâm. Đen theo kế hoạch bình xe D8 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu về E4 nhăm nhe dòm ngó tốt đen H7. Đen đẩy tới tốt A5 liên kết với tượng. Trắng cũng vẫn không ăn tốt đen mà để tốt h4 bắt đầu dâng cao tốt tấn công về phía thành của vua đen. Đen liền để tốt h6 ngăn tượng hoặc mã trắng nhảy vào g5. Trắng qua hậu g4 ghim tốt đen g7, sau đó sẽ lấy tượng thịt tốt đen h6. Đen liền dịch vua sang h8 tháo ghim cho tốt g7. Trắng đẩy tiếp tốt h5. Đen nhảy mã vào d4 chiếm lĩnh trung tâm, vừa gạ đổi mã, vừa gạ đổi hậu. Hậu trắng ăn hậu đen, xe đen ăn lại hậu trắng. Trắng không đổi tiếp mã với đen mà lên vua H2 Nếu mã đen ăn mã trắng là tốt trắng sẽ ăn lại mã đen ngay Mở cột G cho xe trắng qua kiểm soát Do đó đen cũng không đổi mã với trắng mà lùi mã về F6 Trắng lùi mã về D2 Sau đó sẽ nhảy mã lên E4 rồi D6 để biến thành mã bạch tuộc và liên kết song mã Không để cho trắng thực hiện được ý đồ này Tượng đen ăn mã trắng Tượng trắng ăn lại tượng đen Đen nhảy mã vào trung tâm liên kết sòng mã. Giờ trắng mới lấy tượng ăn tô đen. Đến nhảy tiếp mã vào B3 tấn công đôi tượng và xe trắng. Trắng chạy xe lên F, trắng chạy xe lên A3 tấn công lại mã đen. Mã đen ăn tượng trắng, xe trắng ăn lại mã đen. Đen bị xe D8 kiểm soát cột MD. Trắng để tốt G3, đen đi vua G8. Trắng bình xe C1, đen đi xe D4. Trắng đi vua G2, đen lại lùi xe về D7. Trắng bình tiếp xe sang A1 chồng hai xe kiểm soát hoàn toàn cột mở A. Ở đây thì đen lại nên đi xe D4 để tấn công mã trắng. Nhưng mà thực tế thì đen đi xe B4 tấn công mã trắng. Nước đi này thì bỏ ngỏ toàn bộ hàng ngang số 8. Trắng lập tức phi xe xuống A8, chiếu. Đen chạy vua H7. Trắng nhảy mã vào D6 biến thành mã bạch tuộc và bịt cột mở D lại. Xe đen ăn tốt trắng. Trắng bị xe E8 mở đường cho quân xe còn lại phi xe phi xuống A8. Ở đây thì đen nên lùi mã về C7 tấn công xe trắng và ngăn xe trắng phi tiếp xuống A8. Nhưng mà có lẽ thời gian còn quá ít cho nên đen lại mắc sai lầm là để tốt G6 gạ đổi tốt nhằm mở đường thoát cho vua. Chốt đấy sai lầm này trắng phi ngay xe xuống A8 trồng hai xe kiểm soát hoàn toàn hàng ngang số 8. Tốt đen là tốt trắng, xe trắng H8 chiếu, đen chạy vua G6. Trắng lại qua xe G8 chiếu Nếu đen chạy vua về H7 Thì trắng sẽ nhảy mã vào E8 Thí xe Dọa nhảy mã về F6 chiếu hết Vua đen mang xe trắng Thì mã trắng vẫn F6 Rồi xe trắng G8 chiếu hết Do đó ở ván cờ thực tế Đen đành phải lùi mã về G7 cản chiếu Trắng vẫn nhảy mã xuống E8 Kết hợp với xe tấn công mã đen ở đây thì đen nên chạy vua F5 và chịu mất mã sẽ kéo dài để cái nỗi đau ra thêm. Tuy nhiên thực tế thì đen lại để tốt F5 mở đường cho xe bảo vệ mã. Trắng liền bắt tốt qua đường và đen chắc chắn mất mã. Biết là kiểu gì thì cũng bị mất mã. Đen nỗ lực phi xe xuống D2 trồng hai xe tấn công tốt trắng F2. Xe trắng ăn mã đen chiếu. Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua F5. Nếu bây giờ mà trắng ham hố đẩy tốt xuống F7 phong cấp thì xe đen là tốt trắng chiếu trắng chạy vua h3 thì xe đen h2 chiếu hết trắng chạy vua h1 thì xe đen b1 chiếu hết trắng chạy vua g1 thì xe đen sẽ chiếu liên tục và ván cờ sẽ hoa do đó ở ván cờ thực tế trắng buộc lòng phải lùi mã về d6 chiếu và thí mã nếu xe đen ăn mã trắng thì trắng đẩy tiếp tốt F7 và không gì có thể cản được tốt trắng phòng cấp biến thành siêu xây ra. Do đó đen có lựa chọn chính xác là lấy vua ăn tốt trắng và tấn công xe trắng. Mã trắng E8 chiếu và bảo vệ xe. Đen lại chạy vua F5. Và tiếp theo mời các bạn theo dõi các phạt xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ. sau nước đi này đen chắc chắn không thể cản được vua trắng diệt nốt cặp tốt chồng của đen cũng không thể cản được tốt trắng tiến xuống phong cấp do đó biết nó có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi siêu đại kiện tướng lê quang liêm đành buông chuột đầu hàng như vậy là ở ván cờ chấp đầu tiên anis giri đã giành chiến thắng ván cờ tiếp theo mặc dù quang liêm rất cố gắng nhưng mà anis giri đã chứng minh cho mọi người thấy cái danh hiệu hòa vương của anh không phải là hữu danh vô thực. Anh tiếp tục tạo nên một ván hòa nữa. Như vậy, tỷ số chung cuộc Anis Gri giành chiến thắng được 2 điểm, Quang Liêm được 1 điểm. Ở các cặp đấu khác thì vua cờ Manukasen cụ hành Út Đức thần trưởng, Mamen thần trưởng hạ đo ván thần đồng Bragnananda. Đu đưa thần công thì xuất sắc đánh bại Erigasi Azun. Sang vòng thi đấu thứ hai, Quang Liêm sẽ phải chạm trán với Út Đức thần trưởng West Rizal diễn biến trận đấu như nào Mời các bạn đón xem trong video ngày mai nhé Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại